cũng như nhiều tộc người khác vùng, cuộc sống gắn liền với núi rừng. Người Lự, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu vẫn luôn gìn giữ những truyền thống của mình. Hàng năm, cứ vào tháng 3 và tháng 6 âm lịch, thì người Lự lại tổ chức một lễ hội, chứa đựng bởi hai nghi tục là cấm bản trong làng và cấm rừng ở một khu rừng đặc biệt mà vào được đó chỉ dành cho những người đàn ông Lự trong bản. Đây được coi là một nghi thức thể hiện lòng thành kính đối với các vị thần linh, nhằm mục đích cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng yên vui no ấm. Để chuẩn bị cho ngày cấm bản, cấm rừng, từ rất sớm, người phụ nữ trong các gia đình ở bản Hon đã lên nương rẫy, lấy cỏ về làm thức ăn dự trữ cho gia súc. Bởi điều đặc biệt là trước khi tổ chức lễ cấm bản, mọi người trong các gia đình phải làm xong hết công việc đồng áng, nương rẫy. Trong 3 ngày cấm bản thì mọi người chỉ nghỉ ngơi, không phải lao động hoặc chỉ làm những công việc nhẹ nhàng như thêu thùa, đan lát và hưởng thành quả lao động sau một vụ thu hoạch. Trong dịp này, các gia đình phải chuẩn bị lương thực, thực phẩm ăn uống đầy đủ trong những ngày cấm. Ngoài ra, những người lạ cũng không được phép ra vào bản trong những ngày cấm bản. Ngay cả người trong bản cũng không được phép đi vắng trong những ngày này. Trong những ngày cấm bản, cấm rừng của người Lự nơi bản Hon, người thầy cúng có vai trò là người chủ lễ. Người này phải là người có uy tín, được dân làng tin tưởng. Trước khi vào làm lễ ở trong rừng, ông sẽ thực hiện những nghi lễ cần thiết tại gia đình. Trên chiếc mâm được bày các đồ cúng, mấy chiếc chén con cùng giấy tiền vàng để dùng trong nghi lễ. Sau mỗi hồi, thầy cúng gieo quẻ xuống mặt đất và thực hiện đủ các nghi lễ. Ông đặt giấy tiền vàng và những chiếc chén vào gùi để mang ra nơi hành lễ. Giờ lành đã điểm, ông Vàng Văn Nằm ra khỏi nhà đi về phía khu rừng cấm. Nơi đó, một nghi lễ quan trọng đang chờ đợi ông. Nên cũng phí chở bên là do phí chọn, cũng chỉ là do quần chọn. Năm nay tôi 55 tuổi, được thần linh tin tưởng qua việc nhặt gạo bốc quẻ, nên năm nay là năm thứ tư làm lễ cúng rừng, cúng vào ngày 3 tháng 3 và 6 tháng 6 âm lịch. Mỗi đợt cúng có khác nhau về thời gian, nhưng cùng cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, chăn nuôi phát triển, mọi người khỏe mạnh, bản mường yên vui. Chở bên dân tộc lử chở bên là nên sám chữ một sám khăm luôn hốt luôn hốt khăm. Rừng cấm của người Lự được chọn gần cạnh bản. Từ nhiều đời nay, nơi các bản làng có người Lự ở Tam Đường sinh sống đều có riêng cho mình một khu rừng cấm. Khu rừng cấm được chọn thường là rừng cổ xưa nhất. Người Lự quan niệm rằng khu rừng rất thiêng, cho nên ngày thường không ai được bước chân vào. Có lẽ do ý thức giữ rừng và những luật tục nghiêm ngặt nên khu rừng cạnh bản đến nay vẫn còn nhiều cây to. Trong ngày đầu tiên, sáng sớm, mỗi gia đình sẽ cắt cử một người đàn ông đại diện tới hành lễ ở khu rừng cấm. Trong chiếc tay nải, họ mang theo một cái chén, một cái bát, đôi đũa và một chai rượu. Đây được coi là hình thức góp cỗ của người Lự. Theo quy định, những người đàn ông tham gia lễ cúng rừng phải mặc trang phục đen, không được mặc đồ sáng hay màu sắc. Khi đi, mỗi người phải mang theo vài que củi khô để góp lên ngọn lửa chung cho chiếc bếp trong buổi lễ. Tham dự nghi lễ cúng chỉ có những người đàn ông Lự trong bản. Người ngoài hay phụ nữ, dù là người trong bản, cũng tuyệt đối không được phép đặt chân đến khu vực cấm này. Cấm bản là một cái phong tục mà có thể nói là nó liên quan đến cái nhận thức của cộng đồng. Mong cho một cái năm, một cái chu kỳ làm ăn, con người được sức khỏe, rồi là gia súc gia cầm không bị bệnh tật.
trong cái triết lý dân gian. Thì chúng ta phải hình dung là từ rất xưa đây là một chỗ dựa về mặt tinh thần. Về mặt văn hóa thì nó là cái lối mà sinh hoạt cộng đồng, nó vừa cố kết cộng đồng. Nhưng mà cái lễ nghi lễ này nó là cái chỗ dựa tinh thần để người ta tin tưởng hơn vào trong cái cuộc sống, để trong cái việc mà làm ăn, rồi sản xuất và tồn tại và phát triển. Trong khu rừng cấm, thầy cúng đi vào một chỗ kín, sâu phía trong, không ai được lại gần và nhìn thấy. Tại đây, ông thầy làm tiếp các phần nghi lễ. Trong lúc này, mọi người cùng nhau dọn dẹp phát quang để làm chỗ cúng lễ. Người làm thịt lợn, gà, bắc bếp lửa nấu trong rừng. Đặc biệt, một con lợn được chọn phải là lợn đen không to lắm. Gà phải là gà trống non chưa trưởng thành. Một công việc nữa cũng rất quan trọng là đan ta leo. Một vật được đan nong mốt theo hình mắt cáo, có khuôn hình bát giác hoặc lục giác. Đây là dấu hiệu của sự kiêng kỵ, có ý nghĩa xua đuổi ma tà, quỷ quái. Người Lự cũng lấy cây rừng để làm cổng cấm, đánh dấu khu vực thờ cúng chỉ dành riêng cho thầy cúng và các cụ cao tuổi đại diện vào. Cái triết lý là quan niệm chỉ có nam giới mới được vào làm cái lễ vật như vậy. Mình có thể là nó liên quan đến một cái quan niệm nào đấy mà phụ nữ không nên vào, hoặc là yếu bóng quý, hoặc là nó không là tốt cho các cái nghi lễ đấy. Thì có thể nói rằng là đây là một cái tập quán mà nó thể hiện, thông qua đấy nó thể hiện cái phân công, những cái vai trò của giới trong cái văn hóa tâm linh. Sau khi lợn gà đã được làm xong, các mâm lễ sẽ được bày ra cúng thần. Gà được luộc để cả con, thịt lợn được thái miếng để luộc chín. Những lễ vật này do dân bản tự nguyện đóng góp. Thầy cúng sẽ làm lễ thỉnh thần. Trong đó có nói đến lịch sử của người Lự, lịch sử bản Mường, cái lý của việc làm lễ cấm bản, và ước mong các vị thần thấu hiểu lòng thành kính của dân bản mà phù hộ cho mọi người trong bản được bình an, hạnh phúc. Trong phần lễ này không có khèn, trống, sáo, chiêng hay bất kỳ một loại nhạc cụ nào phá vỡ không gian tĩnh lặng. Theo quan niệm của người Lự thì âm thanh nhạc cụ sẽ ảnh hưởng tới linh hồn của các vị thần linh. Những ước nguyện của người Lự được gửi đến thần qua lời thỉnh cầu của thầy cúng. Sau khi thầy cúng làm lễ xong, các thành viên khác trong bản đều đến vái lạy hướng về mâm cúng một lần, coi như thay mặt gia đình để cảm tạ thần rừng, thần suối, thần khe. Lễ cúng kết thúc, cả những người có mặt đều được hưởng lộc. Họ cùng nhau ăn uống ngay tại nơi diễn ra buổi lễ, nói chuyện vui vẻ, chuyện làm ăn, chuyện nương rẫy, đồng ruộng. Cùng nhau nâng chén rượu chung vui, cùng thề hẹn với nhau không vi phạm những quy định chung của làng, không chặt phá cây cối trong rừng. Bởi đối với họ, rừng là mái nhà lớn che chở cho con người, là phúc thần của mỗi bản làng. Do vậy, vận mệnh của dân làng có mối liên hệ mật thiết tới sự tồn vong của khu rừng ấy. Có lẽ chính vì vậy mà các khu rừng quanh các bản làng người Lự thường luôn xanh tốt và dày. Cái lễ tục cắm mường ấy thì cũng rất là nhiều cái ý nghĩa, cũng hết sức là quan trọng. Thì cái thứ nhất là về cái lễ là thứ nhất là lễ cúng cho cái cụ tục để cúng cho cái phù hộ độ trì cho con người sống khỏe, sống tốt. Và cái tục thứ hai nữa thì trong thời gian cúng lễ đấy thì để có cái thời gian cho con người chúng ta trong quá trình sản xuất thì có thời gian nghỉ ngơi và có thời gian đến để thăm hỏi, trao đổi với kinh nghiệm, là người biết thì giúp đỡ cho, dạy cho những người chưa biết. Trong khi những người đàn ông tham gia lễ cúng rừng, thì những người phụ nữ ở nhà cùng nhau làm những món ẩm thực truyền thống để sử dụng trong các ngày lễ cấm. Trong ngày này, tất cả mọi người không ai phải lao động sản xuất nữa, mà chỉ đến nhà nhau chơi hoặc
hoặc ở nhà chế biến những món ăn ngon nhất để tiếp khách. Người Lự có truyền thống làm bánh nếp để mời bạn bè, người thân đến nhà thưởng thức. Bột nếp được trộn với thứ nước lá màu tím, rồi gói với lá chuối. Sau đó luộc lên là thành một món bánh dân dã được nhiều người ưa thích. Đơn giản là vậy, nhưng trộn bột làm sao để bánh dẻo thơm mà không rắn quá hay nát quá. Luộc bánh làm sao cho chín ngon lại đòi hỏi sự khéo tay của những người phụ nữ Lự. Ngày tiếp theo của lễ cấm bản, sáng hôm sau, người dân bản Hon phải làm một số thủ tục như là lễ cúng trâu. Con trâu có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống sản xuất nông nghiệp của người Lự. Bởi vậy, người Lự làm lễ cúng và buộc chỉ vào sừng trâu. Sợi chỉ này có ý nghĩa tâm linh là sợi dây giữ hồn của con trâu lại, để trâu không bị đi lạc, bình an khỏe mạnh, không gặp rủi ro tai nạn trong khi đi lao động. Nhiều khi thì trong cái buổi cúng đó thì có khi mình còn tạ lỗi cho con trâu. Trong cái thời gian mà đưa trâu đi sản xuất, chúng ta đánh con trâu thì sẽ con trâu nó sẽ buồn mà nó sẽ mất hồn, thì ta sẽ cúng và làm thế nào để cái con trâu đó nó có cái một cái tư tưởng phấn khởi lên và nó sẽ ăn khỏe đấy, rồi là nó sẽ béo hơn đấy, thì trong quá trình ăn khỏe béo thì vừa giữ được cái sức khỏe con trâu. Khi mọi thủ tục mang tính tâm linh của phần nghi lễ đã hoàn tất, cũng là lúc phần hội trong bản cũng bắt đầu. Những lời hát mộc mạc, giản dị, cùng với tiếng sáo đôi, tiếng trống cái. Trong trang phục sặc sỡ, người phụ nữ Lự uyển chuyển cùng những điệu múa truyền thống, như nhắn nhủ cho tất cả mọi người cùng đoàn kết chung tay xây dựng bản Mường ngày càng ấm no, hạnh phúc. Cái dịp mà đúng là nó gọi là cái hội, tức là có thể nói là bên ngoài là liên quan đến tín ngưỡng, nhưng phía trong là cái dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Người ta vui chơi, người ta làm bánh, rồi người ta có dịp để mà họ hẹn. Nó tiếp sức cho các cái cộng đồng trong những cái lối sống, trong cái nền văn minh nông nghiệp mà nó cứ đều kéo dài qua nhiều thế kỷ. Thì đây những cái dịp mà nó nuôi dưỡng thêm, nó tiếp thêm cái luồng sinh khí của các cái cộng đồng. Tục cấm bản hay cấm rừng của người Lự vùng cao Tây Bắc nói chung hay người Lự ở bản Hon Lai Châu nói riêng được coi là một phong tục cổ và nguyên thủy. Nhưng ý nghĩa tích cực của nó thì cho đến ngày nay và mãi mãi về sau vẫn luôn đúng với các thế hệ con cháu, nhất là công tác bảo vệ và phát triển rừng hiện nay. Sau khi tổ chức lễ cấm bản cấm rừng, dường như tất cả các họ hàng dòng tộc trong bản sẽ sống đoàn kết, thương yêu nhau hơn. Đây chính là một nét đẹp mang tính bản địa của đồng bào Lự, nơi vùng cao Tây Bắc này cần được bảo tồn, gìn giữ và phát triển.